Rồi em làm quen luôn, bắt rồi làm quen cho em. Để thấy em cũng khoái luôn hả cháu? Không, không có khoái. Tại em chung em gái thôi, giờ không quen ai hết trơn á. Đi học hiền khô à, đi học xong đi về nhà, không đi chơi bờ gì hết trơn á. Đó thì hai đứa cũng quen, quen cũng tìm hiểu, nhắn tin qua lại vậy đó. Em đó giờ cũng đâu quen ai đâu chị. Xong cái giờ tự nhiên có người quan tâm, cũng vui, có hủ hỷ bậy. Xong cái cũng 2 năm trời, 2 năm cái ở bển á, đồ đem rượu xuống. Cái lúc đó má em đâu chịu đâu, lúc đó em mới 23 tuổi hà. Xong cái nửa năm sau mới cho xách rượu đem xuống, đem xuống đi hỏi em. Lúc đó coi có ba má ảnh nè, bà chị chồng với nhỏ em út nữa, em xuống với bà ngoại anh nữa, xuống coi mát lẩm hỏi. Cái em khái liền không dạ? Thì cũng chịu, mà lúc đó cũng lớn rồi. Giờ trời ơi, má ruột, ba má ruột em phái ngồi xui lắm chị. Ham ngồi như xưa ham ngồi xui lắm. Đó, xong cái cũng cưới. Cưới về rồi ở tới giờ đó chứ. Về cũng được. Cũng hàng xóm láng giềng rồi quan tâm thương rồi. Mà có kiện cái là thằng chồng em nó ngu lắm. Nghe lời má nó không nè. Nó không chịu nghe lời em. Con phải có hiếu. Hiếu gì chị ơi? Có vợ phải lo cho vợ chứ, giờ giờ má má nó có sống suốt đời với nó không? Hay là em? Nó chị coi vậy đó. Má nó kêu đưa tiền thêm. Trong khi bà nhà băng ở không, em đi làm chết mẹ, có 3 triệu một tháng à. Đưa 1 triệu rưỡi rồi không chịu, bây giờ muốn 2 triệu. Rồi em mốt có con thì sửa sùng đi chợ rồi tiền đâu mà xài. Nó nói bạn bè mời đám cưới em không đi luôn, em chế hết trơn luôn á. Chứ đi chị khỏi tiền đâu đi. Giờ đưa bả gần 2 triệu rồi, giờ còn có 1 triệu nè. Đi đám cưới cái là hết, một đám là 500, hai đám là hết triệu rồi. Tiền đâu mà xài. Vì mà thằng chồng nó ngu lắm, bả nói gì cũng làm theo á. À, phải chứ má nói gì cái đi vợ để tiền vợ con xài nữa má ơi. Nói gì con đường gì hả? Nói nhiều được hết trơn nè. Coi vậy. Mà nó cũng ngu nữa. Má nó kêu nó cũng đưa luôn, nó không giữ gì xài luôn. Nó lãnh lương như nó đưa má nó hết trơn. Nó không đưa em một cắt. Vậy mà nó bệnh á, nó bệnh cái nó xin tiền nó mua thuốc. Nó chị coi chịu nổi không? Tao xin tiền chồng mà nó không giữ. Thì kêu vậy đó, tại quen rồi, quen miệng rồi. Không có sửa được. Má chồng em chửi hoài à. Có má chồng thì kêu anh chứ không có em kêu bằng nó mà, quen miệng rồi. Rồi chị tranh thủ chị bằng trưa 11 giờ chị về nha. Chị chơi 11 giờ chị về nha. Em giờ dồn mấy cỏ, kêu chồng em dồn mấy cỏ về cho bò ăn thôi. Nha. Trưa 11 giờ nghỉ nha chị. Chiều xế xế ra cũng được, 1 rưỡi 2 giờ đó. Chiều mần tới 5-6 giờ cũng được. Sang ơi. Yeah. Đâu rồi? Xuống nhận cỏ về bò ăn nè. Để anh phản bao đi. Trời ơi quen rồi chị ơi. Gian đầu tầng không à. Trời, mấy cỏ ngon về bò phái lắm chị. Đánh đánh tối qua em chơi nha. Trời, qua kể chuyện mấy chồng cho nghe. Trời ơi coi. Tôi nói không có bà má chồng rồi, nhưng bà má chồng em nó khó chậm đều với chị. Dâu xì quá, nó xấu rồi má chồng không. Tại rồi chứ bây giờ thằng chồng em nó cũng có thương em đâu. Nè, nó nè, không tin gì hỏi nó đi. Ủa lộn anh. Về chút mần con vịt kho tiêu ăn anh. Thèm quá. Về đi mà. Rồi lên nó còn ngủ hay không. Rồi vác nổi không, đi em vác. Đây, qua đây. Ông lề mề mệt quá.
có một chồng mà như không à, không nhờ vả được gì hết trơn, giác mệt thấy mẹ. Đi dành sách bồ. Hết thì tôi thích cũng được chứ. Đưa nó quạt cây nực quá. Bóp em dài đau nhất các anh. Nực dễ sợ. Trời ơi nhảy vậy ông nội. Gãi sống mà. Bữa nay dặn rồi nha, ở nhà ăn cơm nha, không đi nhậu nha. Biết rồi. Biết rồi là biết làm sao. Ngày cũng nhậu sai xỉn tối ngày à, không phụ tôi gì hết trơn á. Thôi tranh thủ đi về. Vô. Rồi nặng quá. Vững chắc em leo lên nha. Má chồng mày nói trời nắng mệt quá
trời đất mệt. Trời ơi. Trời ơi. Em mà mày đụng mặn chết nè. Thôi về. Về vậy hả? Về nấu cơm với chồng ăn chứ. Bà chửi trời ơi. Khó ghê lắm. Khó lắm. Bữa này bà chị. Bữa ăn cơm, bữa đi về, bữa đi làm về ha. 7-8 giờ tối rồi tới thui rồi. Thì lúc đó bà má chồng bà ăn cơm rồi ha. Bà ngủ rồi đó. Đâu biết đâu. Tưởng ăn rồi đó. Em mới dọn chén nè. Cơm cái kho. Vậy mà bữa sau cái bay rồi thì bà nói à, con dâu nó ăn cơm nó không mời tôi dữ trơn á chị. Trời ơi, chị con chịu nổi không được. Trong khi bà đi ngủ rồi. Em thấy tối thôi để cho bà ngủ. Bà già cả cho bà ngủ. Em ăn. Ăn rốn để ăn chứ đâu dám ăn mạnh miệng đâu. Ăn là tranh thủ đi ngủ mai đi làm. Bà già bà khó. Cho bà ở mình đi. Đó vậy đó. Mà bà chị coi bà nói vậy đó. Con dâu tôi ăn cơm nó không thương gửi gì hết trơn á. Trời thứ mất dạy không đó. Trong khi em có mẹ đàng hoàng bà nói em mất dạy. Bà chịu nổi không gì đó. Khó khăn vừa phải thôi. Mới nắng lên bán có mấy ly nước mía. Trời ơi nắng quá trời nắng. Vô tôi ngồi tôi Mỹ cũng được. Mấy bà già đang. Bà cái năm mấy tuổi mà khó vậy. Như 70-80 tuổi vậy chị. Mệt dễ trời. Vậy là khó rồi trời. Rồi hôm nay con dâu chị nó đi nó về chưa? Bữa thì chí quánh quá trời nó về chưa? À về rồi. Trời ơi phải đi hầu á. Giờ dâu con thì khó khăn dễ trời. Gái giận phải gì gái hồi xưa. Cái xưa nói một nghe một không dám cãi lời im ru luôn không dám nói hết với chồng. Còn bây giờ nói một cãi xong xỏn luôn. Hồi xưa á mình sợ mà giờ chồng cái hồi không sợ rồi. Hồi xưa mấy chị em cắt cú á cắt cú mà phải tranh thủ trưa về nha về nấu cơm mấy chồng ăn chứ không phải chửi đó. Mấy chửi ba không cho đi cắt cú nữa là không cắt cú lấy tiền đâu ăn lấy quần què gì đâu ăn. Trời ơi gái vợ sướng lắm. Em chỉ số em cực. Mà sao ăn nói gì vô duyên quá. Em tính em sẵn sàng vậy chị. Có sao em nói vậy chứ không phải như mấy con mà hay nịnh mẹ chồng. Làm em làm không có được. Nịnh em có sao nói vậy nè đó. Nịnh không được phải không? Dạ. Có ông bà chị chồng bên nịnh tối ngày á. Mẹ mẹ sáng sáng mẹ mẹ ăn gì con đi chợ mua cho mẹ. Trời ơi cơ đó chị coi đó. Thôi chị bán đắt nha em tranh thủ về nha. Về nhau. Ủa mà uống miếng chị em hết rồi. Mốt về ghé nha. Mốt về mẹ chồng ghé nghe không? Dạ, đi ruộng về em ghé nghe. Trời chị nói chuyện chơi. Ừ. Em về nha. Ừ. Về anh. Nhỏ này xem. Ớt người cho kỳ vậy ta. Ta đâu có biết đâu. Đưa lên cái nón coi. Trời ơi, phải quá. Trời ơi, muốn chết luôn. Dướng mẹ rồi. Pháo ra kiếm chỗ máu cho pháo đi dạ. Dạ. Lấy chân ra dạ. Không có phải lấy cái chân ra.
Thôi ông hủ em cho bò ăn coi. Mệt thấy mẹ luôn.